đầu là phải lạng mỏng mỏng như như vậy nha. Ba mình đang lạng nè. Cái người cái gì nè mọi người? Người dưới kia ha. Con phải lạng mình rồi. Là chưa hành với tỏi với lại gì nữa chú chính, hành tỏi không phải hành tỏi dầu, hành tỏi dầu không à. Giờ đang bị phi nè. Đây là cá người nãy mà phi lê ra đó. Mọi người cho mọi người xem nè. Đó chưa? Thịt khá là đỏ luôn. Rồi ok hello mọi người nha. Đây thì hôm nay thì mình này về quê. Đây nội mình có mua 3 con cá ngừ nha mọi người. Đây nè. Đây là một con nè. Thì con này khoảng là 2 kg nha, 2 kg hả nội. Đây. 2 kg nè. 6 kg. Thì ba con được 6 kg nha. Thì hôm nay thì ba mẹ mình đang làm ở đây đây nè. Thì mình cầm con này lên trước để cho mọi người xem nè. Wow. Đây là cá ngừ dưa gan nha. Thì trước khi vào video của mình thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ lên cái kênh nha. Để cho mình có thêm lực và làm gì hay để gửi đến mọi người nha. Thì giờ thì mình sẽ cầm con cá này qua cho ba mẹ mình làm và mình sẽ chia sẻ để cho mọi người xem nha. Ok, giờ mọi người theo chúng mình nha. Đây nè mọi người. Wow, khá là bự luôn. Rồi, ba làm. Đây thì ba mình đang làm cá nè. Chị Phương có xe lắm. Là cá ngừ nè mọi người đó. Thì trong thời gian làm cá mình sẽ không quay chi tiết để cho mọi người xem nha. Thì bên YouTube nó sẽ cấm là giết mổ, mình sẽ không quay nha. Thì mình vừa mới ngủ dậy à mọi người. Thì đợi lát nữa chờ làm xong hết rồi mình sẽ quay chi tiết thêm cho mọi người xem nha. Đây là, thì tả bánh lụ là phải lạng mỏng mỏng như vậy nha. Đây, ba mình đang lạng nè. Mọi người lạng càng mỏng càng ngon càng tốt nha. Wow, một lát cá ngừ cái gì nè mọi người. Cái gì kìa ha. Một con phải lạng mình phi lê ra. Phi lê ra nó thành một miếng như vậy nè. Wow, khá là lớn luôn. Wow, chưa. Các bạn ơi. Đây, chú Chính mình đang nấu. Chú Chính đang phi hành nha. Đó. Ghê chưa? Là chưa hành với tỏi với lại gì nữa chú Chính, hành tỏi không phải hành tỏi dầu không à. Giờ đang bị phi nè. Rồi. Đây nè mọi người, mới cho nước vào này. Thì lát nữa sẽ cho nước dừa vào nha. Đây cái xong nước dừa. Ủa. Đây xong này xong nước dừa nè. Wow. Chơi toàn bộ là nước nữa. Đây là chú chính mình nha. Em của ba mình.
rồi chú chín giờ đem bỏ đây này nha. Đây là mì nè. Là mì. Rồi nhíp á. Chấm mì bỏ vô nè, cho chua nè. Và vị son khá là hấp dẫn rồi. Đây đây, đây là cá người nãy mà filler ra đó, mọi người xem cho mọi người xem nè. Quá chưa? Thịt khá là đỏ luôn. Thì mới bỏ sa tế vào nha. Thế mới bỏ sa tế vào để cho nó thơm. Đây nè. Đó. Nếu cứ mình ăn mình có thể mình nhúng giấm thôi, mình nhúng vô cái xô nó ăn thôi nha. Wow, mọi người xem cái sớ thịt của con cá người nè. Khá là ngon luôn. Đó. Rồi, giờ thì chỉ còn có dùng nữa thôi nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chờ cho nó chín nha mọi người. Đây, sẽ chờ cho cái son này nó chín và đợi lại nữa khi cho cô chú mình xuống và mình sẽ giới thiệu từng thành viên ở trong gia đình để cho mọi người biết nha. Mọi người chờ mình sẽ lấy. Ba cà chua, mi, không gì, vong vong vong, tao dầu, gia vị đồ ngon lắm. Mình bỏ cá vào, mình cứ ăn thôi. Mình cứ nấu ăn là rau sống rồi. Ở đây đây là cô ba mình nè. Đó, cục đây là cục cô ba. Không có mà. Đây là chú bố bảy mình nè. Chú bảy hàng ăn nè. Đây là chú mừ. Anh chú mừ, chú mừ nhìn lên đây. Mà ăn không à? Đây là thím chín nè. Xin lỗi thím mừ. Đây là thím mừ nè. Rồi đây là chú chín. Mời mọi người. Đây là ông ba mình nè, mọi người. Đây. Đó. Bên đây là nội mình nè. Đó, nội ngồi đây nha. Rồi, đây thím bảy nè. Thím bảy này tăng em mình nha. Nếu là tăng ăn dưới tăng. Đây là thím chín nè, nó lội lại nha, thím chín nè. Đây là mẹ mình nè. Rồi. Đây cho mọi người xem cá nè. Nhúng vô luôn không bà? Đi đất đã. Đang kêu quay ba ba giờ lắm hai. Đây nhúng vô là mình ba. Nhúng là chín nè. Tròn xuống. Còn anh ba đó. Đó. Bà đi đậu đâu đậu. Rồi, tí nữa. Nhúng mấy cái thùng ăn. Từ đó. Đâu thấy đâu nữa rồi ăn. Bạn đang thấy là được bỏ vô. À, mình mới nhúng giấm nè mọi người. Mời mọi người nha. Hai đứa con đừng nữa, ai mà con thi nữa. Ừ. Ta rủ ta chở bông rồi cho đi nè. Quấy cái gì không? Làm nóng bia. Cái nhà lên nha. Ba ta nè người chờ chín nè. Giờ mình sẽ cuốn nha. Cái chưa chín hả? Mấy nó có chín rồi qua, mấy không có chín rồi qua. Cái này thì nó mới ấy. Để ta lấy xong điện nó vô mồm ha. Đó, chín rồi. Lấy bị mì bỏ vô cho. Cái này bảy. Bỏ đâu vô? Miếng cá nè. Mình sẽ bỏ miếng rau nha. Bỏ dưới rau đi. Bỏ dưới rau chị ba. Miếng rau. Chị ba đi mà tôi điện ba bắt máy. Điện máy cờ thôi. Đó. Ở mà chó xuống nào nó bắt nhẹ nó thấy sao đâu có nghi đâu.
Ngon quá rồi, vô đây. Lên đây. Chúng ta mới mắm nha mọi người. Mắm này mắm nên hôm nay ba là mắm mắm nhiều quá. Mắm chanh nha. Ồ. Xuống nhà bắp chuẩn bị nó sắp. Người ta uống và say lát nữa ta chửi nha bà ấy vậy. Bà nhâm mũi. Bà nhâm mũi lại chửi như bà vậy. Hôm nay uống bia nha mọi người, uống xí bia cho chị nha. Thì bên đây nè, đây là nội mình với cô chí tím mình ngồi một bờ bên nha. Mình ở bên đây thì nhậu hay ngồi một bờ. Vô. Đây, mời mọi người nha. Muốn mắm à? Khánh đâu? Khánh mà nào giữ. À, mọi người, khá hấp dẫn luôn. Của bên nãy nó có đi làm á. Cha nó giữ được bên nãy nó, nãy nó làm miệng lắm mà. Cha nó đi nhậu rồi. Cho làm chín rồi. Còn các bạn không? Không bạn, lên để bạn đấy. Mày ăn cái này. Mà đang 10 ngàn rồi sống ăn đã rồi vậy? Mà đang 10 ngàn rồi á? À. Đầu to, có đồ sống là 10 ngàn mà ăn đã luôn à? 10 ngàn mà ăn đã luôn à? Chứ không phải đi đây là 10 ngàn sống ăn. Ủa chứ ba? Đi ba vô, làm miếng cho ba. Vô ăn miếng cho ba. Vô ăn miếng luôn. Nhậu luôn luôn. Vô. Ba đang ngờ luôn chứ ba. Mọi người miếng mì gói nha. Ngày đầu bớt của mình làm khá là ngon à. Rồi. Cho mọi người. Rồi bỏ gì nè. Cá còn tủ lạnh đó nha. Cá còn tủ lạnh đó, ăn ra lấy nha. Có một gì bỏ tủ lạnh đấy.